Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng là ứng viên 3 nhiệm kỳ Quốc hội khóa 1, 2, 3. Trong 3 kỳ bầu cử đó, người cũng thực hiện quyền thiêng liêng của một công dân đi bầu cử để chọn ra đại biểu xứng đáng thay mặt cho mình gánh vác việc nước. Ở cương vị nào, Bác đều để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng dân tộc về tinh thần, trách nhiệm của một người công dân đối với đất nước. Ngay khi giành chính quyền, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm nhận ra vai trò lịch sử của việc nhân dân thực hiện quyền dân chủ thiêng liêng, tự mình bầu ra một quốc hội đại diện cho toàn dân lo việc đất nước. Trong phiên họp đầu tiên của chính phủ ngày 3 tháng 9 năm 1945, Bác đã đề nghị tổ chức cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của đất nước càng sớm càng tốt. Và sau ngày tuyên bố độc lập đúng một tuần, ngày 8 tháng 9 năm 1945, Bác đã ký sắc lệnh số 14 triệu tập quốc dân đại hội và quy định việc chính về tổ chức bầu cử quốc hội. Theo Bác, lá phiếu cử tri có một giá trị rất cao quý, là dấu hiệu xác nhận rằng nhân dân thực sự làm chủ nước nhà. Trong lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu, Bác nhấn mạnh, ngày mai, mùng 6 tháng Giêng năm 1946, ngày mai là một ngày sẽ đưa quốc dân ta lên con đường mới mẻ. Ngày mai là một ngày vui sướng của đồng bào ta, vì ngày mai là ngày tổng tuyển cử, vì ngày mai là một ngày đầu tiên trong lịch sử Việt Nam mà nhân dân ta bắt đầu hưởng dụng quyền dân chủ của mình. Sau này, trước cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 2 ngày 8 tháng 5 năm 1960, với cương vị là ứng viên, khi tiếp xúc với nhân dân Hà Nội, Bác cũng chia sẻ làm toát lên vai trò to lớn của nhân dân khi thực hiện quyền nhân dân làm chủ. Sáng nay, một đồng chí cán bộ mời tôi ra mắt cử tri. Tôi trả lời, đã bao nhiêu năm lòng tôi luôn luôn ở cạnh đồng bào và tôi tin rằng lòng đồng bào cũng luôn luôn ở cạnh tôi. Xa lạ gì mà phải ra mắt? Nói thế này mới đúng. Tôi đến đây để cảm ơn đồng bào đã nhất trí yêu cầu tôi và các vị khác ra ứng cử vào Quốc hội khóa 2 ở thủ đô yêu quý của chúng ta. Lá phiếu cử tri có một giá trị rất cao quý. Nó là dấu hiệu xác nhận rằng nhân dân thực sự là chủ nước nhà. Trước cuộc tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946, đồng bào cả nước đề nghị Bác không cần ra ứng cử ở một tỉnh nào, nhất trí cử Bác vào Quốc hội. Nhưng Bác viết một bức thư cảm tạ đồng bào và đề nghị để mình được thực hiện quyền công dân thay vì đặc cách, không phải ứng cử. Tại buổi lễ ra mắt các ứng cử viên trước đoàn thể Nhân dân Hà Nội, Bác thay mặt các ứng viên phát biểu ý kiến. Bác nhắn nhủ với các cử tri dự buổi gặp mặt rằng, những ai muốn làm quan cách mạng thì nhất định không nên bầu. Ngày mai không ai ép, không ai mua, toàn dân sẽ thực hiện cái quyền dân chủ của mình. Bác cũng không quên nói với những ứng viên về vinh quang và trọng trách trước nhân dân, đất nước. Ngày mai, dân ta sẽ tự do lựa chọn và bầu ra những người xứng đáng thay mặt cho mình và gánh vác việc nước. Ngày mai, người ra ứng cử thì đông, nhưng số đại biểu thì ít. Lẽ tất nhiên, có người được cử, có người không được cử. Những người trúng cử sẽ phải ra sức giữ vững nền độc lập của Tổ quốc, ra sức mưu sự hạnh phúc cho đồng bào. Phải luôn luôn nhớ và thực hành câu, vì lợi nước quên lợi nhà, vì lợi chung quên lợi riêng. Thưa quý vị và các bạn, ngày 23 tháng 5 năm 2021, toàn dân ta đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân trong công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, trong sạch, vững mạnh. Đó là ngày hội toàn dân thể hiện quyền làm chủ của mình, một trong những quyền thiêng liêng mà lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kiên trì phấn đấu quên mình vì dân, vì nước để cho ai cũng được thực hiện quyền bầu cử. Chương mục của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại.